Trung tâm Phật giáo Sambhala tại Hoa Kỳ bị cháy rừng tấn công. Trung tâm Phật giáo Sambhala Mountain Center SMC, nơi chuyên tổ chức các khóa tu và đón các đoàn hành hương Phật giáo khu vực Rocky Mountains, thuộc bang Colorado, Hoa Kỳ đã bị đám cháy Cameron Peak tấn công. Theo đó, ngọn lửa đã tấn công một số công trình của Trung tâm Phật giáo Sambhala. Tuy nhiên điều kỳ diệu là đại tháp và khu vực thờ tự bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cháy rừng tấn công trung tâm vào ngày 26 tháng 9, đại tháp vẫn an toàn trước ngọn lửa. Theo giám đốc trung tâm Phật giáo Sambhala, ngọn lửa bén đến trung tâm vào ngày 26 tháng 9, thiệt hại ban đầu do lửa gây ra vẫn chưa được xác định cho, đến khi những người quản lý trung tâm có thể trở về và đánh giá thiệt hại do ngọn lửa gây ra. Đến ngày 27 tháng 9, thống kê cho thấy hầu hết các tòa nhà chính của trung tâm, khu vực nhà bếp, khu ăn uống, tòa nhà nghiên cứu Phật Pháp, đại tháp và tòa nhà hành chính vẫn không bị hỏa hoạn tấn công. Nhiều công trình nhỏ xung quanh đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Một số hạng mục công trình nhỏ xung quanh trung tâm đều bị lửa thiêu rụi. Trung tâm đã tiến hành việc di chuyển các hiện vật quý vào trong đại tháp trước khi ngọn lửa tấn công. Trung tâm Phật giáo Sambhala được thành lập bởi Ngài Trác Giam Chung Parin Bác và các môn đồ vào năm 1971, là nơi tổ chức các khóa tu và hành hương của Phật giáo Kim Cương Thừa. Điều kiện thời tiết khô và nhiều gió tại đây khiến cho việc khống chế hỏa hoạn và bảo vệ các diện tích còn lại thêm khó khăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.